Dạ vâng, show Bẫy Chim TV xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ tốt lành. Thì cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì em cũng gửi tới các bác những cái tay để đánh chim ngói nha các bác nha. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn cái hình thức giao hàng bên nhà em là ship hàng CD toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nha. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về cái tay lưới để các bác cùng theo dõi. Thì ở trên màn hình các bác đang theo dõi đây thì những cái tay lưới này là những cái lưới nhà em để là màu trắng nha các bác nhá. Các bác mà mua về thì các bác có thể là nhuộm, tự nhuộm hoặc là để màu trắng này các bác đánh cũng rất là ok. Thì khi nhuộm thì các bác có thể là dùng những cái lá trầu không hoặc những cái cây mà có vỏ chát đấy. Vỏ thì các bác có thể nhuộm màu đất hoặc là màu lá cây cỏ khô các bác nhá. Thì những cái tay lưới này thì bên nhà em là những cái tay lưới mắt là mắt 5 phân, sợi 6. Và chiều cao của nó là hơn 2 m, còn chiều dài của nó là 7 m. Đã làm đầy đủ cho các bác rồi. Khi các bác mua về là các bác có thể là xỏ gậy và đi đánh được các bác nha. Nếu mà các bác không cần nhuộm. Thì những cái tay lưới này thì bên nhà em bán ra ngoài thị trường cũng rất là rẻ thôi. Với vài trăm ngàn đồng là các bác đã có thể sở hữu được cho mình những cái tay lưới để đi đánh chim ngói hoặc là chim cu vẫy rồi các bác nha. Thì với cái giá thành chim ngói hoặc chim cu vẫy thì nó rất là đắt. Nếu các bác đi đánh một ngày công thì cũng rất là hiệu quả, cũng đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao các bác nha. Thì những cái tay, ngoài những cái tay lưới này ra thì bên nhà em còn bán những cái phụ kiện để đánh chim đêm. Ví dụ như lưới thì có từ 4 phân 6 đến 8 phân. Còn loa, âm ly và những cái file tiếng để hỗ trợ các bác đi đánh chim đêm được hiệu quả các bác nhé. Đầy đủ những phụ kiện để các bác đánh chim đêm. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái sản phẩm gì thì cứ để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về những cái tay lưới đánh chim ngói này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.